đề xuất đánh thuế tài sản với ô tô trên 1,5 tỷ đồng. Ô tô, du thuyền, tàu bay có giá trị trên 1,5 tỷ đồng, nhiều khả năng sẽ bị đánh thuế tài sản theo đề xuất mới nhất của Bộ Tài chính. Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế Bộ Tài chính, công bố có thể sẽ thu thuế tài sản đối với ô tô, du thuyền, tàu bay trên 1,5 tỷ đồng. Theo đó, các phương tiện trị giá dưới 1,5 tỷ đồng sẽ không phải chịu thuế mà chỉ dùng để kinh doanh, di chuyển và vận chuyển hàng hóa. Hiện nay trên thế giới chỉ có 3 quốc gia đánh thuế tài sản đối với ô tô, du thuyền, tàu bay là Bolivia, Kazakhstan và Hàn Quốc. Riêng Hàn Quốc chỉ thu thuế du thuyền và tàu bay, do đó Bộ Tài chính cũng đang xem xét phương án không đánh thuế lên các loại phương tiện này. Ngoài ra, 100% lượng du thuyền và tàu bay tại Việt Nam đều thuộc về các tổ chức chứ không thuộc sở hữu tư nhân. Được biết, giá tính thuế là giá trị tài sản tại thời điểm tính thuế do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định. Với ô tô, du thuyền, tàu bay cũ thì giá tính thuế sẽ xác định bằng cách lấy giá trị tài sản mới nhân với tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài sản do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành theo thời gian sử dụng tài sản tại thời điểm tính thuế. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất hai tỷ lệ thuế suất là 0,3 và 0,4%. Quy định về giá thuế sẽ ổn định trong 5 năm tính từ ngày luật chính thức có hiệu lực. Cụ thể, trong vòng 5 năm nếu đổi người nộp thuế hay có thay đổi về giá thuế thì không cần phải xác định lại tiền thuế phải nộp trong thời gian còn lại của chu kỳ. Bên cạnh đó, khi có phát sinh tài sản mới chịu thuế, giá tính thuế cũng ổn định trong thời gian còn lại của chu kỳ. Bộ Tài chính cho biết, dự thảo luật thuế tài sản sẽ lấy ý kiến từ bộ, ngành, địa phương và công bố rộng rãi, sau đó trình lên Bộ Tư pháp, Chính phủ rồi mới đưa vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội. Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình làm một video để hướng dẫn mọi người cách sử dụng sạc dự phòng kêu kích nổ ô tô Rapper PP008. Đây được coi là một phao cứu sinh dành cho các bác tài khi gặp phải vấn đề về ắc quy không thể khởi động được chiếc ô tô của mình. Mình sẽ tiến hành luôn cách sử dụng của chiếc sạc dự phòng này nhé. Ok, để sử dụng được chiếc sạc dự phòng kiêm kích nổ ô tô này, chúng ta cần đầy đủ phụ kiện của sạc dự phòng, gồm một quyển sách hướng dẫn bằng tiếng Anh, một dây cáp gồm 2 chiếc kẹp để sử dụng khi kích nổ ô tô, đồng thời cũng có 2 chiếc cáp sạc mini USB để các bạn sạc thiết bị di động, một đầu tẩu để các bạn có thể sạc cho sạc dự phòng ngay ở trên ô tô của các bạn, một adapter để sạc cho sạc dự phòng, và cuối cùng đây là sạc dự phòng của chúng ta. Các bạn có thể thấy ngay được nó vừa lòng bàn tay của mình, rất nhỏ gọn. Ngoài ra, các chi tiết hoa văn ở trên sạc dự phòng này mang đậm phong cách của Mỹ, nhìn rất chi tiết và tinh tế. Phần vỏ này rất chắc chắn bởi vì nó làm từ các hạt nhựa cao cấp có khả năng chịu va đập cao, khả năng chống chịu nhiệt độ rất là lớn. Phần bên dưới có 2 cổng iSmart để sạc cho thiết bị di động, một nút nguồn để khởi động, một gạt cần on-off để các bạn chuyển chế độ sang kích nổ ô tô, một cổng input và một cổng kết nối dây cáp để kích nổ ô tô. Mặt đằng trước có Inogo của nhà sản xuất, có màn hình hiển thị dung lượng pin còn lại. Phần hông thì có một cái đèn LED công suất lớn để dọi đèn. Ở mặt đằng sau có in không số kỹ thuật của nhà sản xuất. Được rồi, ok. Tiếp theo mình sẽ tiến hành kích nổ ô tô cho nó nhé. Ok, trước khi tiến hành kích nổ ô tô, các bạn lưu ý cho mình 2 vấn đề này. Thứ nhất là phần kết nối giữa cực dương và ô tô các bạn phải tháo rời ra. Thứ hai là dung lượng pin phải trên 60%. Khi đã đủ 2 điều kiện trên thì chúng ta tiến hành kết nối dây cáp gồm 2 cái kẹp và củ sạc vào cái pin ô tô này. sau đó các bạn kẹp phần cực âm vào trong phần cực âm của ắc quy. Cực dương các bạn kết nối với dây dẫn đến ô tô để cấp điện cho ô tô. Sau đó các bạn bấm nút reset để sạc dự phòng tiến hành cấp điện cho ô tô. Khi đèn LED đã báo hiệu màu xanh, đồng thời trên ô tô đã nhận được tín hiệu là đã nhận được điện, chúng ta tiến hành kích nổ ô tô.